Danh sách couple trên Weibo được mở lại, Bác Quân Nhất Tiêu đứng đầu top 50. Xếp hạng couple chính thức của WeChat Super Top đã bị hủy từ năm 2021. Nhưng mới đây nó đã được mở lại. Tôi đã xem bảng xếp hạng hàng tuần trước đó và các thứ khác. Danh sách hàng tháng, couple Bác Quân Nhất Tiêu luôn là số 1, không chỉ đứng đầu xếp hạng couple. Bác Quân Nhất Tiêu còn đứng đầu siêu thoại trò chuyện trực tiếp. Tuy nhiên, sau đó danh sách xếp hạng các couple trên Weibo lại bị ẩn, chỉ còn WeChat vẫn có thể nhìn thấy được và Bác Quân Nhất Tiêu vẫn là số 1. Thật là một couple kỳ diệu, Bác Quân Nhất Tiêu vẫn luôn có cách làm tôi ngạc nhiên. Sự bền vững của những người hâm mộ couple này thực sự nổi bật so với những cặp đôi tin đồn khác trên màn ảnh. Cho dù cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã lâu rồi không còn tương tác, nhưng họ vẫn khiến fan couple điêu đứng. Bác Quân Nhất Tiêu là tên gọi của cặp đôi màn ảnh Tiêu Chiến Vương Nhất Bác. Họ xuất hiện sau khi phim truyền hình Trần Tình Lệnh được phát hành toàn quốc vào năm 2019. Nguyên bản gốc của bộ phim là một tác phẩm truyện Nam Mỹ. Sau khi nhà sản xuất chuyển thể sang phim truyền hình, câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính đã được chuyển đổi sang tình huynh đệ. Sau 5 năm, câu chuyện hậu trường của hai diễn viên vẫn khiến những người hâm mộ cặp đôi màn ảnh này không thể quên được. Những tương tác thân thiết của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thực sự là hũ đường ngọt ngào. Gần đây, người ta còn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có chung một kiểu ốp điện thoại. Hơn nữa, trong buổi tuyên truyền cho phim truyền hình Truy Phong Giả, Vương Nhất Bác có đeo chiếc vòng tay giống với chiếc vòng tay mà Tiêu Chiến vẫn thường đeo. Có rất nhiều câu chuyện xoay xung quanh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, mỗi một câu chuyện lại có dư vị rất riêng. Cuộc sống luôn chuyển mỗi ngày, không ai tắm hai lần trên một dòng sông và ai cũng phải tiến về phía trước. Nhưng cho dù thời điểm hiện tại, mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có là gì, thì những tình cảm của fan couple dành cho họ vẫn nguyên vẹn như mùa hè năm 2019. Tôi vẫn chờ đợi sự xuất hiện của một couple mới, một couple có thể xoán ngôi đầu bảng của Bác Quân Nhất Tiêu. Nhưng với sự hâm mộ mạnh mẽ và ngày càng phát triển của couple Bác Quân Nhất Tiêu thì rất khó để couple nào đó qua mặt và xoán ngôi của họ.